Hello, YouTubers. Today I made pizza. I made my own pizza dough. And I saved some for a buns and bread. Okay, pizza here. Pizza dough I made myself on my bread machine. Okay. Bottom, pizza dough, made myself. Hunt's tomato paste, put on the bottom, and a few vegetables, green peppers, onion, and a few mushrooms. And at the top, I put in salami, pepperoni, and then two cheeses. Cheddar cheese and mozzarella cheese. I made two of them. One square, one round. Okay. Now I will cook. Okay. See you later. Bye. Đón chào các bạn. Hôm nay bà xã làm pizza. Đây. Bây giờ mình ăn pizza. Mình nói chuyện về lúc mình đi lính hồi trước bên năm. Hello. Đây. Mình nói đúng ra. Hồi đi lính đó. Có lần mình cộng á về cho thương mại tạm biệt nha, về cho bia rút bia nó là bia. Oh right, okay, okay. I'll be back. Mm-hmm. With beer. Oh, forgot. Okay, go back. Bia, mình rút bia, nó rất là bia. Rút bia. Thì mình lính ở dưới Kiến Hòa các bạn. Đó. À, Kiến Phong, Kiến Tam Kiến Nhất Chương, nghĩa là Chương Thiện, Kiến Tường, Kiến Hòa, Kiến Phong. Hả? Bây giờ mình mới nhớ ra. Bây giờ là Việt Nam, bây giờ cứ gọi cái gì mình không biết, mấy cái tỉnh đó. Lúc đó về Việt Nam mình không có nhớ mấy cái nó đổi tỉnh lại mình không biết thôi các bạn. Chỉ nhớ cái âm hưởng cỡ trước cho Việt Nam thôi, cho nên mình không biết mấy cái tỉnh mới. Nó tới đường về, đường Việt Nam cũng biết. Nó ra đó. Nhưng mà mình đó, bây giờ lúc hồi đó ở dưới Kiến Hòa mình có cái tiểu đoàn, còn là đàn bà cô gái không à, chuyên môn là đi chống người terrorist, chống người khủng bố á, không chuyên môn tấn công những cái đồ của nghĩa quân á, không hồi xưa á, địa pháp câu á, đóng chốt, bây giờ cái sao là nó lên tiểu đoàn, nó lên tiểu đoàn, nó không có đóng chốt được, nó đi hành quân. À, mình nó lúc mình đi lính là vô đã vô là liên đoàn rồi, đi tứ xứ á, cả Kiến Hòa mình đi hết. Ba Tri, Dòng Trôm. Mà ghét nhất là một cái mương đạo các bạn. Mương đạo để dắt vô. Mình á, đi cầu khỉ không có được. Hở cái dài của mình mà không có xình á, họ bị té à. Đi cầu khỉ bị té hoài à. Không biết còn sao mấy người ở dưới đó người ta đi hay á. Mình đi mang chà ba bút đồ xô
lên cầu khỉ ra té à, không thôi mà cứ mấy cái mưa mình cứ nhảy xuống là bò lên, nhảy xuống bò lên, nhảy qua cái mưa mình cũng mà lên nhảy cũng hay, mình mang đồ ba lô súng nhảy té xuống mưa hoài à. Rồi chờ mấy cái mưa là mình có leo xuống hoặc là khó đi vòng vòng thấy cái chỗ nào mà nó hẹp đó mình nhảy đó, cho nên ôi không có mưa ghét nhất là mưa thì bổ ghét mưa với cá kèo là mình ghét nhất, không bao giờ ăn cá kèo nữa, mình sợ lính ăn cá kèo khô nướng lên với ăn với gạo sấy làm đâm đặc thù cái cá kèo. Cho nên mà đi lính ở Việt Nam nó đúng ra đói thì cũng đói nhưng mà nó không có đủ đầy đủ lương thực các bạn biết không. Cho nên tại sao khi mà mình đi tới mấy cái vùng mà của Việt Cộng đóng á kiếm được á là mình phải sử dụng mấy cái chơi gà vịt gì nó nuôi á đó, với heo gì đó là mình làm cái lương thực riêng của mình cho mình ăn đó. Cho nên á tại sao mình nhưng mà cái đó làm cho mình nó mất cái dân năng, mất cái cái gọi trồng cái tâm lý kiếm không, người ta cứ đó người ta ghét mình nhiều hơn không. Cũng có tới những cái khu lè khu nơi bên đồng tôm nữa hả, hay là thành phố chẳng hạn, thì đó người ta giúp, người ta cũng giúp đỡ mình, người ta cho vô ăn uống, người ta nấu ăn cho mình. Mà hồi đó đây tới đóng quân rồi ta đang nghe còn quẳng mất cái lá dừa đó các bạn, ta ươm hột luôn. À, mình thì không có nhậu, cũng nhậu nhẹ đó, lính như cho mình không có nhậu. Còn đứa nào nhậu quá, nhậu xỉn quá đó, là nó xuống dưới cái đìa nó bơi tùm lum rồi la hết. Vậy là ông đại đội trưởng, đại đội trưởng chứ, đại đội trưởng cũng kêu lên, cũng đột nó. Rồi quýnh, con mấy cây gậy trong mông. Xỉn nhậu hơn xỉn. Còn mình thì không nhậu. Mình có lẽ mình bị nhồi sọ tư tưởng của ông già. Thế đâu mình phải giúp dân cày cấy nào. Rồi ngồi đó mình ươm hạt. Mình nói thôi mình làm dùm với. Thì trong đó cái cô đó cũng đâu học cũng đâu lớp 10-11 rồi, ra mình chỉ dẫn bài cho cổ không. Mình thấy anh già làm mấy cái quấn lá dừa để ươm hột cái trồng đó các bạn, thì mình cũng phụ tay làm xong cái ông già của cổ ấy. Mình chỉ cho cổ học, tại mình đúng là mình cũng còn trình độ, thì mình tới đó mình thấy cổ làm bài toán thì mình cũng chỉ cho cổ đó là toán họ không, xong rồi cái mình ngồi xuống mình giúp đỡ mình quấn lá dừa đem làm mấy cái ấy để mình ươm hột đó. Ngồi đó mình quấn nguyên cái đại đội mình á, chỉ mình không có bia, không có thuốc nữa. Ngồi đó mình thì thôi, mình không có bia, không có thuốc, không. Rồi cái ngồi quấn này là phụ á, nó ông với ông già của cô họ tới, họ tới rồi. Ba mình làm gì ở trên Sài Gòn, không? Đó hỏi về gia thế mình vậy đó. Cái ông cái người chiến binh của mình, đồng đội của mình á, ông là chuẩn quý rồi,
lúc đó là hiếu quý chứ. Một sao cái một bông mai á, không, ổng thương mình lắm. Ổng ra trường cũng đâu cũng đâu hai mấy lên rồi, hiếu quý. Ông nói cho Sơn. Ông Sơn. Mày như ông đang hỏi về gia thế đang sắp sửa không? Sắp sửa lấy vợ đó Sơn ơi. Mình nói trời, thằng này không biết bữa nay sống đây chứ ngày mai có thể là lên mà cố thiếu quý trưởng quý không chừng phải không? Mình sao biết được không? Làm sao bớt được ngày mai đi lính mà khó không biết rồi. Anh cười mấy tuổi chọc của Hùng Nguyên ở đám cái tiểu đội mình chọc mày. Cộng thấy lạ mình không muốn bí uống rượu hết, muốn nhậu. Ai nấy cũng nhậu nước mắt quê hương á, mình là không nhậu. Trà ngồi đó mà chỉ cho làm bài nào thì nó đúng ra hồi đó mình vậy á, cũng tuổi trẻ nó bồng bột cái là vậy, một mình vẫn nghĩ mình không có mong ra mình cũng ngại mặc cỡ luôn các bạn, cỡ gái uống rồi mình cũng thích bạn bạn rồi thôi, bạn gái rồi thôi, còn nói chuyện yêu mình không á. Tôi nhớ thương thương rồi thôi chứ không. Rồi cái rồi sau đó cái chuyến không mình khoảng đâu ở đó đâu ba ngày không thấy ông bóp cũng vui lấy địa chỉ nữa sao Sài Gòn có thủ mất địa chỉ liên lạc. Rồi khi mà mình đi về Việt Nam chơi á các bạn, mình có tìm nào tìm ra cảnh vật nó thay đổi mặt đổi sao dời sao tìm ra được cái làng nó không biết nó đi đâu về tìm ra. Rồi còn mình nó vẫn là sao Sài Gòn hấp thủ thì mình ở Sài Gòn uống cà phê nữa có quen cô đó. Mình qua đây mình cũng tại cổ làm bưu điện phải không? Cổ làm bưu điện cho nên mình á, mình cứ gửi thư về bưu điện, phải không? Mình cũng viết thư qua viết thư lại đó. Rồi tại mình ở bên đây á, mình coi mình còn độc thân mình đi di chuyển nhà năm tới hai lần ba lần đó các bạn. Nhưng mình vẫn nhớ cái bưu điện đó, mình gửi thơ vậy thôi. Khi mình về Việt Nam thăm cố hương á, mình tới mình thăm hỏi thì cái cô đó không có viết thư cho mình, cái cô bạn của tổ làm chung cái thư viện á không viết thư cho mình, nó trớ trêu rồi từ đó. Còn cái cô đó thì lấy chồng Việt Kiều đâu á, còn đi khổ sở rồi đi qua Mỹ, nhưng mà tình cảnh cũng không có vui vẻ lắm rồi nào lúc đó. Cái cô bạn của cổ á thấy và mình gửi hình về nữa đó. Cổ có giả bộ thay cô đó, thay mặt cổ, tại cô đó có chồng rồi.
thay mặt của nó để viết thư cho mình, nhưng đèo của mình được. Mình mới đầu mình thì mình nghĩ là cũng ấy, nhưng mà dài ba lá thư mình gửi qua đây là mình thấy nó lạc sao đó, nó không giống, chắc là mình sẽ chuyện, con không nhớ, không, cách mà nói chuyện cũng khác nữa, mình nghĩ là sao đó, mình không có không viết thư nữa. Bỗng sao khi mình về Việt Nam đó, đi với bà xã, Việt Nam đi với bà xã mà. Về đó thì mình với ông tới thăm, tới tìm cô đó. Tìm cô đó thì cũng không gặp được, nhưng mà lại gặp những cái người mà cô bạn, cô cổ vẫn còn làm đó. Nhà cũng đã lấy chồng rồi. Không. Mình mới hỏi ra rồi. Nói là yêu đương này mà chỉ nó nhớ thương thương vậy thôi chứ cũng không phải gọi là yêu đương thì lắm đâu. Bạn gái rất là nhiều, người ta thương mình, thương với mình lỡ trên tình dưới tình yêu một tí mà tránh tình bạn một tí cái lưng đời vậy đó. Người ta thương mà viết thơ rất là ngọng ngào. rất cho nên nói đâu là bây giờ thôi mình nói chuyện cái chuyện về đi thanh niên phong nó sau khi mà thầy Sài Gòn thất thủ rồi được năm mình tình nguyện đi thanh niên phong con. Sau khi ba ngày học ở trên trong phường hoạch đất gì đó để ta quyền tự do nó mà có thấy đâu mà đâu có chứng minh nhân dân đất gì của đâu, dù là mình đi thanh niên phong nữa, mình đăng ký đi thanh niên phong, tình nguyện đi thanh niên phong để mở đường cho mấy mà căn bình cộng sản Việt Nam qua đánh Campuchia. Lên một ngày đi đào đường, lập đường, đặt cây, làm ráng trại cho quân lính, quân đội nhân răng anh hùng vậy, qua lính trộm kia, thấy không? Thì một ngày đó, mình đó, cũng vui đó, nhưng mình vô trong cái tổ họp phụ nữ, cái tổ của phụ nữ chuyên môn nấu ăn nó uống gì đó, không còn có bà bé phong nó cực cũng nó khổ còn hơn là đi lính nữa, không có sự chết chóc mà ăn còn không tụi biên qua tối nào cũng qua các ruộng giết lấm giết nữ sinh, cái sinh viên Việt Nam quá nhiều lắm. Cấp dù không cũng như vậy á, mà mình lại có bệnh xiển nữa, hồi mình đi lính cũng bị bệnh xiển ly về các bạn, ở quân trường mình cũng bị xiển, cô thương chở mình ở lùi, nhưng khi đi thanh niên cũng không thì không phải nói không có xe cứu thương đắt gì đâu. Ăn cơm thì nghĩa là có miếng thịt heo, mỡ nghĩa là hết đâu 8 phần, chỉ có 2 phần thịt rồi chỉ có đếm trong cái tô canh của mình khoảng chừng 3 miếng thịt là mỏng ten nha. Có muối, không có nước mắm để ăn nữa. Đó, thanh niên phong Việt Nam á, mang cái danh hiệu thanh niên phong thì cái bắt tối vậy. Hồi cũng thân phong á, 76-77 á, chắc mà 76-77-78 á, rất là khổ. Ăn không có thực phẩm, không? Cho nên là tại sao
người ta nói do nó muốn hành mình mà. Rồi mấy cái người mà đi đào mương thủy lợi gì nọ, cho nên tại sao bây giờ nước mà nước mặn nó ngập đầy tràn hết ở miền Nam là vậy đó. Do cái sự ngu xuẩn ngu dốt về cái đào kinh thủy lợi đó, để cho nước mặn nó vô. Không tính đó, có tính biết đâu tính. Đây dân Việt Nam, dân Việt Nam. A couple of days ago, I played $7 and I won $10. And then today, I played $5 from the $10 and I won the free play $5 again. Free play $5. 4-4, 39-39, 7-7. Almost won five numbers. 2, C3, and 4. Okay, bye. Lucky stuff here.